trở lại chương trình của bản tin ngắn. Có vẻ một số cái lời nhận định cái lịch bệnh miệng của ông Trump, lịch bệnh miệng của ông Jack Smith. Không biết rằng quý vị biết cái vụ mà cái đây không lâu chúng ta báo cáo đó, ông Jack Smith đang cố gắng đi tìm kiếm cái lịch bệnh miệng ông Trump trong cuộc bầu cử liên quan đến sự kiện ngày 6 tháng 1. Những người chỉ trích các yêu cầu bịt miệng của ông Trump của luật sư đặc biệt Jack Smith cho thấy nó quá rộng, về cơ bản sẽ cấm một ứng cử viên tổng thống chỉ trích ông Joe Biden, hạn chế một số điểm chưa từng có trong cuộc bầu cử tổng thống. Cái lệnh bịt miệng của Trump thật sự là điên rồ. Cái tiêu đề không nắm bắt được cái độ rộng của nó. DOJ của Biden muốn cấm ông Trump, thậm chí còn cho rằng Biden đứng sau cái vụ truy tố của ông ta. Ông ấy cũng không được phép nói gì về ông Biden, không thể có được một phiên tòa công bằng tại quận đông cư dân của đảng Dân Chủ. Ông Smith trong một kiến nghị được đệ trình vào thứ Sáu đã phàn nàn về bài đăng vào ngày 2 tháng 8 của 2023 khi ông Trump lên trang mạng True Social đã trích dẫn cái lời dẫn chương trình của Sir Walter, Jesse Walter và ông Smith biết vào ngày 2 tháng 8. Nói chung lại là ông Trump chỉ chia sẻ cái trang mạng của True Social vào ngày 2 tháng 8. Ông Walter nói là ông Biden directly chỉ đạo cho tổng lý của ông Joe Biden để tấn công của đối thủ chính trị đối lập, và đây không phải là một bộ tư pháp độc lập. Thì ông Jack Smith nói rằng là gì? Ông Jack Smith nói rằng là cái lệnh bịt miệng. Ông William, ông Jason trong cái tờ báo của Washington Post đã đề nghị của ông Smith là thẩm phán phải ra phán quyết và tuyên bố yêu cầu một lệnh bịt miệng khiêm tốn. Đó không phải là sự thật. Công tố viên muốn cấm ông Trump đưa ra những tuyên bố chê bai kích động, không chỉ vì nhân chứng tiềm năng mà có bất kỳ sự kiện nào mà liên quan đến ông Joe Biden. Dường như nó bao gồm cả công tố của Bộ Tư pháp và ông Biden nói chung. Nhà báo này cũng biết chỉ trích cái lập luận của Smith rằng ông Trump bài đăng True Social ngày 2 tháng 8 đang cố gắng đưa những tuyên bố sai trái mang tính kích động. Ông nhà báo này viết cái đoạn văn này rất tiết lộ, nó cho thấy cái mức độ rộng lớn bịt miệng của ông Smith đang tìm kiếm. Ông ta muốn căng cái miệng ông Trump lại và không được đụng tới ông Joe Biden, một đối thủ cạnh tranh của ông ta cho 2024. Nhà báo này cũng nói rằng cái lịch bịt miệng như vậy là chưa từng có đối với một ứng cử viên và sẽ có dưới thời của ông Biden. Và đó cả một câu chuyện chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị trong chương trình của bản tin ngắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.